nhí vô cùng xinh đẹp. Ước mơ của bạn sẽ trở thành một giáo viên tương lai. Và ngay sau đây là bạn Thiên An trong bộ áo dài xanh kết hợp họa tiết hình vân rồng. Ước mơ của bạn sẽ trở thành một bác sĩ tương lai. Nhiều họ.